gì không? Thì em nói là sống á là mình tự test tự đứng lên rồi. Tiếng nhà nhà mình nó có nhiều quá cũng ngại. Phòng đấy. Là bạn này nhận tiền luôn đấy đúng không? Đúng rồi. Sáng nay chị bán hết số chưa? Tổng này nhiều không? Thì được nhiêu tiền, còn được nhiêu tiền chị? Còn đủ đưa tiền vốn cho người ta, rồi tiền nào lấy ăn rồi để chút đưa tiền vốn cho ta hả? Chưa, bữa nay hết trải người ta dạo không dẹp, mất kêu rồi thường thường bán sớm là lại bán hết số rồi cỡ 7 mấy là người ta 8 giờ là ta lại đó. Bữa nay hết trải, cái đầu người ta dẹp rồi cái chiều người ta có đem lại mình đưa người ta. Mấy giờ mới đưa tiền vốn? Thường thường bán hết là đưa cho người ta rồi. Bữa nay thức trễ là cỡ 2 giờ rưỡi là người ta đem giấy số lại là mình đưa cho người ta luôn. Bữa nay 2 giờ rưỡi người ta đưa số. Bữa nào người ta cũng đưa 2 giờ rưỡi là người ta đem giấy số lại cho em. Hai chồng chị mới ghé đây để ăn trưa đó hả? Dạ. Xong rồi mình đi nhặt cho chai. Rồi chị Như Phúc có nhặt được nhiều phế liệu không? Nãy đựng chút bán được 40.000. 40 rồi. Dạ. Nhưng mà đâu có chỗ đâu rảnh. Thì giờ đẩy tới đâu cái gặp tư liệu mua á. Thì để hai vợ chồng chưa ăn bún kêu. Không ăn cơm. Ăn hết nhiêu tiền rồi? Bố, không biết, hai cơ bún. Chị nói là chị hỏi trọ được tháng nhiêu? 900. 900 ngàn. Ừ. Có phòng 700 mà hết phòng 700 rồi còn phòng 900 còn có một cái luôn. Văn đây không chị? Cái luôn. Chủ trọ có bên đó luôn không? Dạ có. Rồi chị có nói là tình hình của mình là đi nhặt phế liệu vậy đó. Có, người ta biết luôn, người ta hay đi lượm ngang đây mỗi ngày, ta biết ha. Dạ. Thì nếu như mà muốn được thì khi nào dọn vô? Muốn được thì dọn vô liền. Dọn vô liền. Dạ. Rồi mong bạn chiếu gói gì thì sao? Chưa có thì từ có tìm. Em nghe mọi người nói là chị là xài tiền hơi bị phung phí, không phải là tao nói chị không có chơi đá chơi ma túy như mọi người nói, mà chị xài đôi khi là chị xài tiền nó không đúng đó, nên thành nữ là mau hết tiền. Không phải, em có tiền đó rồi em hoặc là ai cậu em gì đó xin tiền có là em cho em không có biết là xài là hạt hồi giống ta có mà để giữ cho mình rồi em hoặc là người nhà mình có cần tiền đó mà mình không cho. Chị thì cũng phúc thì em mới quay hai đoạn clip cho cô bác của chị nè, biết nhưng mà chị thì cô bác của chị nó biết nhiều thậm chí là trên những cái đoạn clip á là chị cũng đã hứa rất là nhiều lần rồi. Hứa mình sẽ làm lại cuộc đời với lại số tiền của người ta hỗ trợ, hoặc là hứa sẽ là cho mọi người thấy rằng là mọi người dự đoán mình là cái việc mà mình chơi những cái chất cấm á là sai. Và đến thời điểm bây giờ thì người ta lại rất là nhiều người giống như em nói quay lưng với chị, nhưng cũng có một số cô chú thấy chị không nỡ bỏ xuống cuộc sống nó lụi tàn vậy. Tại vì về Việt Nam thì nó cũng cuộc sống nó khác so với chị nghĩ nhiều đúng không? Thì bây giờ em một lần này nữa thì cô Kim Vân ở Úc á mướn trọ cho chị vài tháng để cho chị với lại hút một phần tiền để đi bán cái số dành dụm, mua một số đồ dùng ở trong nhà, ví dụ như mùng mền chiếu gói gì đó để mình vô đó mình nhân mùng đồ ngủ hay là quạt gì đó để ngủ trong phòng rồi đó cho nó thoải mái. Thì chắc có lẽ là đây là một cái chiếc phao trong những cái chiếc phao, rất là nhiều chiếc phao của cô chú anh chị để cứu vớt cuộc đời của chị lên. Và lần này coi như là em không một lần nào nữa, giống như Phúc cũng đã từng có nói đó, anh nào thì cứ giúp vợ chồng em nhưng mà vợ chồng em cứ để cho vợ chồng em tự bươn chải để làm ăn, đúng không Phúc? Thì em có muốn nói gì không? Thì em nói là cuộc sống á là mình tự test tự đứng lên rồi. Nhà mình nuôi nhiều em cũng ngại. Bây giờ sau khi mà nhận tiền xong anh muốn em làm được việc này liền, em đi hết học liền cho nó sáng sủa lên. Nói chung mình tạo cũng ham tiền á, mình lo là mình không có thời gian nếu tóc xong mình làm lo cho sống rồi. Rồi nếu như mà chị á cứ sống đi, làm buôn bán với số, cứ sống bình thường như mọi người đi,
thì nếu được thì Phong sẽ qua coi, nếu như chị có sự phấn đấu vươn lên đó, thì Phong cũng có thể hỗ trợ thêm, cô bác của chúng ta giúp đỡ chị. Nhớ được làm cho mọi người hết thất vọng này đến thất vọng khác là được rồi. Sao có gì nói đi chứ, lần này là cô Kim Vân ở Úc hỗ trợ cho chị. Cảm ơn cô Kim Vân ở Úc rất nhiều đó, đã còn được có được cái phòng trọ ở Hoàng, hôm qua ở dưới gầm cầu. Hôm qua ngủ là mũi chích dữ không? Mũi chích thì nằm lăn lộn mà ngủ không có được chứ. Có nghe tin được có muốn được phòng ở chứ, mừng. Cũng rất cũng phê nhưng mà không có gì. Tối này là chồng em sáng nó lượm cho chai, hai mấy lượm cho chai là không có. Nó nằm trong nhà, nằm dưới đó cứ lăn lộn ngoài mũi chích cứ gãi ngoài ngủ đâu có được đâu. Thì dưới ho ra một cổ. Hôm qua ăn trái giải ăn hết. Sáng bán có một tí xíu là hết rồi, có 6 tờ, sao chị không lấy lên 100 tờ bán? Chắc bữa nay lấy nữa. Lấy bắn lên từ từ ví dụ bắn. Mớ anh đụng cái mớ như là cái vốn có dành đem một cái vốn gì đụng mà làm cái ăn muốn. Bán từ 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 lấy lên từ từ với mình mới ví dụ bán bữa nay hết 60 có mình lấy lên liền 70 80 tờ mình bán ví dụ hai ba bữa bán hết vậy cái đầu mình bán lên lấy lên từ từ hai ba bữa lấy lên từ từ. Vô trọ rồi đó chị kiếm mua cái một cái lại ở đằng chỗ chỗ buồn quen. Nó mình vô trọ rồi lúc ở gầm cầu thì anh Phúc có nói là sợ người ta quậy bọ có một tẩu thoát không được, bây giờ mình vô trọ mình ngủ cho nó đỡ mũi. Chị là... nhớ là mình về Việt Nam được bao lâu rồi? Về lúc tháng 6, tháng 7, tháng 6 lúc là về là còn cỡ tháng nữa là đám giáp năm của bà ngoại. Là cả năm rồi đúng không? Không ngày là đám bà ngoại chưa? Để chưa, gần năm chưa được. Cũng cỡ 10 tháng, 11 tháng rồi. Ngủ nằm mơ có thấy bà ngoại không? Không. Không hả? Chắc ngoại giận. Chắc ngoại giận hả? Sao biết ngoại giận? Từ hồi về làm không ngủ không nằm mơ thấy ngoại, cũng như hồi ngoại mất bây giờ cũng không cần thấy bà ngoại. Ngày xưa là 13 tuổi là bị gạt đi Campuchia này, sau đó bà ngoại phải sắp xe đạp á, hàng ngày là chạy đi đến cái lò đồ đô tô á kiếm quân viên, mà đến là mười mấy năm sau là mới quay về. Bây giờ bà ngoại cũng đông viên gặp viên còn sống thì mừng, nhưng mà sau khi sống ở Việt Nam gần một năm thì không có thay đổi gì so với Campuchia. Chắc bà ngoại cũng buồn, chị cũng biết chuyện đó thì chị phải cố lên chứ. Em cũng cố lên, em nhiều lần em giấc ngã em cũng đâu có muốn điện, em không có muốn, thật sự là em không muốn điện để nhờ giảm anh nhiều. Nhưng mà có người ta cho mấy anh hay chứ, như em muốn em nhờ giả ra hoài em cũng thấy kỳ, mình thấy khó chịu mình, em cũng muốn tự em dương lên. Là ví dụ bây giờ em đi lụm cho cha em có nhiều năng nhiều chứ em sợ lập lâu lắm rồi anh hỏi em đâu có nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì của em. Là em không có muốn nhờ giảm anh nữa. Rồi cũng như giấc ngã nhiều lần quá mà người ta không có ai mà tin tưởng mình nữa. Đúng rồi, người ta không tin tưởng là đúng. Yeah. Nhưng mà có sự thật như thế này nè cô bác anh chị. Duyên từ lần giúp mà sau khi mà xảy thai á. Yeah. Sức khỏe yếu thì vừa hồ hỗ trợ cũng ít, tiền cũng hồ thì tại vì không có tiền để mà điều trị á, nhưng mà khoảng mấy tháng sau là Duyên với Phúc không có điện nữa, tại vì thấy ngại lắm Phúc. Nên là nữ là sự giúp đỡ ngày hôm nay á, là mọi người ở sớm người ta cũng cho hay nghe, chị đã xuống gầm cầu sống, người ta thấy tuổi phận cho số phận của một cô gái quá nên người ta mới điện cho em Phong. Thì Phong có dịp về Long Xuyên thì chia sẻ đoạn clip này lên. Cái đoạn clip này trước đây nó đã lấy nước mắt cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà có nhiều người hiện tại có cái cảm giác là họ bị gọi là hụt hẫng buồn khi mà số phận được tỷ lệ như vậy. Thôi thì bây giờ ăn xong rồi đúng không, trả tiền chưa, nhiêu tiền chị ơi? Thì bây giờ vô động coi cái phòng trọ cho mọi người xem ha. Để xe ở đây được không? Dạ được. Mình có dọn đồ gì ở dưới gầm cầu gì đây không chị? Dạ chưa. Bây giờ nhận phòng trước đi, giờ dạ. Mai mốt thì dọn đồ gì đó rồi xong mới cho em hay. Dạ. Còn em gom quần áo.
có đồ gì đâu, chỉ có mấy cái quần cái áo thôi. Nhà bộ đồ mà để ngã tiền nếu mình vô tiền em trả luôn nè, trả giùm cho nè. Nhiêu tiền á? 40. Vậy là 40 là 40 đúng không? Đây. Xe của chị Duyên rồi đó là hả? Dạ. Xe đó là mình mới mua, mình mới hàng hay sao chị? Mua của người ta lại. Rồi bây giờ xong nhà mướn trọ xong á, rồi đi hớt tóc xong rồi dọn vô phòng liền. Dạ. Ha. À, bây giờ qua coi phòng trọ để em đóng tiền cho chủ trọ. Dạ. Tại cô dặn em là phải gửi tiền cho chủ trọ. Dạ. Ở đây là chị là coi quản lý giùm cái phòng hả? À, rồi thu tiền là ai thu tiền ta? Chị thu luôn hả? Tới bán rồi ra tôi thiếu rồi. Có nghĩa là ông chủ không có thường xuyên rồi muốn chị ở đây. Ở đây nữa tới tháng người ta đưa miếng cho anh, rồi tự nhiên người ta đưa miếng cho anh là tự nó lấy tiền luôn. Dạ. Rồi nào tới tháng chủ mới xuống đây lấy tiền lại. Dạ. Ở đây là bao nhiêu một tháng chị? 900, 1.2 phòng 800. Phòng 1.2 hết rồi. Bây giờ còn phòng 900. Còn 900 á. Còn 900. Còn 900 ha. Dạ. Dạ, đây nay mình đóng tiền sao ta? Đầu tháng đóng cũng như vừa anh vô là mà đầu tháng này anh nhận cọc. Giờ tới chừng nào khi nào anh dọn đi á là anh tính tiền điện tiền nước. Còn anh ở tới tháng nữa thì anh tính tiền thêm. À, điện nước là bao nhiêu chị? Nước một khối 12.000, điện ký 6.000. Cho em vô xem phòng được không? Được chứ. Cho nhận chú vô cho anh. Chị là coi trước đúng không? Bây giờ tắt máy để người ta ở trọ này để vô tới phòng không quay luôn ha mọi người. Tôi có cái gì? Phòng đấy. Là bạn này nhận tiền luôn đấy đúng không? Đúng rồi. Cái phòng này là 900.000. À, Phúc rồi. Vô đi, hai vợ chồng vô nhận phòng mới được chứ. Là chị ai chỉ chị và với lại Phúc, anh Phúc kia. Người ta chỉ với lại cái gì mà gì mới dắt vô hỏi chứ không dám lại hỏi mình nên sợ người ta không cho mướn. Vậy hả? Dạ. 900.000 tháng thấy cũng êm ha. Cũng rộng thoáng. Rộng cả. Dán giặt lên tới trên luôn kìa. Rộng phòng này rộng. Ờ, đẹp lắm. Không có đèn đi. Không có đèn đi. Chị Duyên cũng chị hưởng bánh xấu cũng khu vực này mà lượng như trai khu vực này thì muốn ở đây thì nó tiện luôn. Chị, vô đây đi. 900.000 là điện với điện nước là sao? Điện là một ký là 6.000, còn nước là 2.000. Cái đó là mình tự đóng lên nha. Dạ, tự đóng thì nó lột nón ra cho sáng chị. Trời ơi, thấy chị nhỏ hơn em mà. Dạ. Hả? Vui không? Cảm giác Phúc sẽ giờ sao rồi? Sống an toàn. Sống an toàn hơn. À, bây giờ gì như thế này, 900.000 tháng đúng không? Yeah. Thì em sẽ gửi cho bên đây là em vô đây giùm. Chắc nhỏ nhanh quá. Yeah. Em gửi cho thay mặt cho cô Kim Vân ở Úc á, gửi cho bên đây là 4 tháng là 3.6 triệu. Yeah. Thì cô gửi cho chị là được 5.015.000. Yeah. Thì em sẽ gửi cho bên đây 3.6 triệu, còn bao nhiêu em dư em đưa cho chị. Yeah. Khi nào dọn vô xong nhắn tin cho em hay chụp hình gửi cho em biết em gửi cho cô. Dạ. Được không? Dạ được. Em dọn vô liền. Dọn vô liền luôn hả? Dạ. Tối nay ngủ đây luôn. Dạ. Đi hết tóc trước đi. Dạ, cho anh hết tóc rồi em giá bánh xe rồi em mới dọn rải lên xe kéo xe đi. Sao kéo bánh xe vậy? Kéo xe thì giá bánh xe. Xe mà kéo đồ lại đây đúng không? Ừ, giá bánh xe nữa. Trời ơi khổ. Đây là 5.015.000 của cô Kim Vân ở Úc gửi cho hỗ trợ cho chị. Nhớ lần này là cũng mọi người cũng đã chung tay rất là nhiều lần rồi. Bây giờ em gửi cho chị này 3.6 triệu ha. 1 2 3 500. 3.6 triệu là 4 tháng ha. 3.6 triệu với lại ở đây là 600. 3.6 triệu ở đây 400 nữa là 4 triệu nè. Ở đây 1 triệu nữa là 5 triệu nè. 115.000 này gửi cho hết luôn. Vậy là còn 415.000. Vậy là chị anh Phúc với chị còn lại là 1 triệu nè, 400 nè, 15.000 nè. Với vốn còn được nhiêu nữa? Vốn còn sao tại số với gửi gì 500.000 nữa. Đâu coi cho em coi coi. Mẹ túi này. Đâu rồi trời ơi.
không có cái túi lằn lằn luôn hay vậy? Dạ, cái túi kéo được mà tại đấy thì nào cái này là 60 tờ với số này là nhiêu tờ? 60 tờ và dưới gỡ gì 500 là ngàn. Này là 400 ngàn. Dạ. 500 ngàn. Dạ. 520 là 60 tờ với số. 540. Ồ, 540. Dạ. Là 60 tờ với số. Dạ. Là lời được 60 ngàn. Dạ. Rồi vốn là ăn hết rồi. Dạ, vốn nè. Ông không lời là ăn hết rồi. Dạ. Rồi tôi lời ăn. Ăn gì? Ăn sáng với ăn nãy. Ăn nãy ăn đã mà. Ăn sáng với mua thuốc không? Cho ảnh à, có hút thuốc nữa đúng không? Dạ. Hút thôi nha, đừng có nặng quá nha. Không có. Rồi em gửi lại nè. Dạ. Đây là 500 tư. Dạ. Đây là 1.415.000 nữa. Này là của cô Kim Vân ở Úc. Dạ. Cái phần nào cất để dành thì để dành, còn phần nào để làm vốn bán giấy số thì làm vốn. Có thể là chiều nay mình lấy 900 ngàn là 100 tờ giấy số. Dạ. 100 tờ đây. 100 tờ. 100 tờ là 900 ngàn. 120 là 1 triệu. Ta là đương 60. 120 là 1 triệu. Dạ. 120 là 1 triệu đúng không? Vậy là chiều nay lấy 1 triệu này cho bán nè. Dạ. Còn này hai vợ chồng sinh hoạt nè, đi hớt tóc, rồi đi sửa xe, rồi đi làm gì đó. Dạ. Cắt đi. Không có gì đâu. Này cắt luôn, cắt luôn. Cắt. Sao chị Nhiên lận thân lận thân vậy? Rồi, sao? Hiểu tiền không? Hiểu. Biết tiền Việt Nam không? Biết. Nhầm khi là đi không chia dài biết tiền kia nhiều hơn là biết tiền Việt Nam. Thì sao đếm cho em biết sao? Đếm. Biết không trời? Biết. Đâu đếm mà ơi. 500. Này là nhiêu? 500. Hai này là nhiêu? 1 triệu. Rồi, cộng hết này rồi. 1 triệu. Cộng giùm em đi. 1 triệu, 1 triệu, cầm ơi. Cầm ơi. Trời ơi. 400. Đâu? 540. 540. 640. 740. 840. 940. 1 triệu. 900. Không phải, 1 triệu 45 ngàn. Bây giờ mình đến tiền đường đi chứ. Ôi trời. 1 triệu 45 à. Cái đó là một trong những cái cách mà buôn bán không được đó cô bác anh chị. 1 triệu đúng không? Đúng không? Đếm lại cho em coi. Chị là trao tiền cho chị Duyên nhiều không được rồi. Đếm lại. 100 ngàn. 120 ngàn. 100 ngàn. Rồi. 300 ngàn. 500 ngàn. 600 ngàn. 700 ngàn. 800 ngàn. 900 ngàn. 900 ngàn. Có 955 ngàn à. À trời. Hồi sớm nói nhiều không cần mấy. Cái này 1 triệu với số ghi lại, ông nội. Lại nhiêu. Chồng chứ ông nội gì. Chưa giả à ha. Dạ. Tóm nay ngủ không giấc. Rồi bây giờ nhớ nha. Dạ. Cái này là vốn để làm ăn nè. Lát nữa đi hớt tóc 30-40 ngàn vậy đó. Dạ. Rồi đi sửa xe. Dạ. Còn nhiêu đó xây sở mình mua thêm một số gói rồi chiếu đâu đó. Mình về không ngủ mùng thì mình cố gắng mình ngủ để mũi chích. Dạ. Nhớ có thể là mình mua thêm cây quạt. Dạ. Nhớ có cuộc sống mới rồi. Đừng có chui xuống gầm cầu nữa. Dạ. Em nói thiệt á. Cái này này mình mượn chổi với đồ lau, mình lau phòng xong đi rồi mình hãy đem đồ lại luôn. Chút nó dọn rồi. Dạ. Sẵn rồi giao luôn. Chắc có lẽ là bây giờ là chị Duyên tối đêm nay sẽ ở đây luôn. Và để thời gian tới thì Bùi Hồ đã gửi cho 4 tháng rồi. Nên là gỡ rồi, không có lấy lại tiền được tiền nữa nha. Không có lấy đâu. Lấy lại cũng không có trả, có gì lát anh cho em số điện thoại em điện cho anh. Số điện thoại đưa cho anh, của chị em cho anh, gửi cho anh sáng rồi đó. Và ngày hôm nay là rất là nhiều người đã giúp cho chị rồi. Dạ. Không riêng gì cô Kim Vân ở Úc. Dạ. Mà trước đó cũng có rất nhiều người mạnh thường quân. Dạ. Từ khắp nơi, người Việt khắp nơi trên thế giới này. Dạ. Thì em muốn chị hứa một lời với lại tất cả mạnh thường quân. Và thời gian tới thì chị sẽ có một cái kế hoạch hoạch định sinh sống như thế nào? Em thời gian tới em sẽ, nếu mà chồng em chưa có chuyện làm thì em cho sửa xe đó cho chồng em đi mua cho trai em đi bán giấy số. Ừ. Có vừa mua vừa lụm cũng có lời. Ừ. Rồi là có hứa là có xuống cầu ở nữa không? Dạ không. Không. Rồi Phúc. Dạ. Sao? Sao? Muốn nói gì không? Nói chung là cũng tội lắm cô bác anh chị. Như thế này nè. Về Việt Nam nó tiền bạc điếm còn không gành, nó chi buôn bán. Rồi không có gành nhiều tiền, cũng như là về đây cũng hơi bị hụt hẫng. Nên thành thử là cũng mong cô bác anh chị thời gian qua mà chị Duyên á, mà có làm cho cô bác anh chị buồn lòng hay thất vọng gì về sự giúp đỡ của cô bác anh chị, cũng mong lượng thứ bỏ qua. Người ta thường nói câu là đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta nhận thấy được rằng là tiền bạc chị Duyên kiểm cũng
không được nữa mà. Thì đây là một lần giúp đỡ, mong cho chị về Việt Nam có cuộc sống nó tốt hơn, có một cái cuộc sống riêng tư, thì mong là hai vợ chồng sẽ ấm áp trong cái ngôi nhà như thế này. Đây là một sự giúp đỡ kịp thời. Và chị Duyên cũng đã có nói như thế này: đưa em đi test giờ nào cũng được hết trơn á, em có chơi chấp nhận em cái gì em cũng chịu đó. Thì chị Duyên cũng biết số phận mình như thế nào mà hôm nay thì sống ở đây có, cũng có nhà có người thân, nhưng mà ra đây sống đủ hạnh phúc nhưng mà cũng đủ buồn. Thì tại sau khi về Việt Nam á, thì gia đình không còn giống như là trước khi chị ra đi nữa. Thì một lần nữa thì thay mặt cho chị Duyên, chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị đã từng giúp cho chị Duyên nó nghiêng và cũng như gia đình của chị nói chung đến thời điểm này. Và chắc có lẽ là anh em sẽ kết thúc ở đây, và nếu như mà có duyên á, thì sẽ quay cuộc sống của chị vài ngày tới với những số như là cuộc sống ở đây như thế nào thôi cô bác quý anh chị. Rất mong cô bác quý anh chị đồng hành cùng với lại các kênh của các anh em hôm nay, thì có Đạt Đồng Tháp nè, anh Một Đồng với lại Quỳnh Tân HT. Và xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha. Bye bye. Cười lên trời. Rồi hy vọng từ đây thì hai vợ chồng